Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Và tiếp tục thì Giang Nam Audio lại lên sóng để giới thiệu đến em một cặp Tannoy nữa, một cặp loa Tannoy của Anh Quốc. Loa của nó là bass 18 anh em nhé, cả kiềng là 18, còn chính xác là bass của nó 17. Và cặp loa này là Tannoy E10 Gold, một cặp loa rất là hình thức rất là đẹp anh em nhé. Hình thức rất là đẹp, còn hàng về thì đẹp tương đối. Mặt thì rất là đẹp nhưng thùng thì tương đối. Và một cặp này cũng được anh em chơi rất là nhiều. Và em cũng báo giá công khai luôn là cặp loa này em bán giá 6 triệu rưỡi anh em nhé. Và hiện tại em đã ghép với một con âm ly Panasonic TX5. Và sau đây em sẽ test cho đàn anh nghe thử nhé. Đây là em đang kết nối từ tín hiệu từ iPad anh em nhé. Đây. Cái cặp loa này tuy nó nhỏ nhưng mà cũng dễ nghe, âm hình rất là rộng anh em nhé. Đặc biệt là giải chung em thấy nó rất là mượt. Và cái hình thức thì nó trưng bày rất là đẹp. Giá thì hợp lý anh em nhé. Cặp loa này thì em bán với giá là 6 triệu rưỡi. Còn riêng con âm ly này là em bán với giá 9 triệu rưỡi anh em nhé. Con âm ly rất là nặng. Rất là nặng và đẹp. Đặc biệt là nó đánh được rất nhiều với dòng loa luôn anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em, xin liên hệ qua số điện thoại là 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.